Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, tức là bước sang ngày 17 tháng 9 ở tại Canada, nhằm vào ngày rằm tháng 8 các bạn nhé. Ở Việt Nam gọi là cái ngày rằm Trung thu và đó chính là ngày dành cho những em bé thiếu nhi. Vâng, đúng vào đêm hôm qua, đúng vào 12 giờ đêm hôm qua, thì ở tại ngôi miếu của bà Ngọc Trinh trên thác nước Niagara, cách Toronto khoảng hơn 100 km, đã diễn ra một cái lễ cầu an của bác sĩ Trần. Vâng, người đứng ra tổ chức chính là của bác sĩ Trần. Thuyết cũng không hiểu lắm về cái lễ cầu an này nó như thế nào, nhưng theo Thuyết biết thì lễ cầu an này nó là một cái lễ của cái người Khmer, mà người ta gọi là Bun Khon San, hoặc là của những người dân Nam Bộ, bởi vì người ta rất là giáp cái vùng Campuchia, đúng không ạ? Và ở đây thì ngoài miền Bắc người ta thì cái lễ cầu an thường thường là người ta sẽ lễ vào cái ngày gọi là rằm tháng giêng, hay là gọi là Tết Nguyên Tiêu, trong cái khi mà Tết ra được 15 ngày đó. Tuy nhiên bác sĩ Trần lại tổ chức một cái lễ cầu an vào cái ngày rằm Trung thu thì không biết là cái ý nghĩa của nó như thế nào, và cái câu chuyện này nó diễn ra như thế nào thì nó sẽ có trong video thứ hai của ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào vô đi chính thì Thuyết có mấy lời xin xin nhắc nhở quý khán thính giả và các bạn như thế này. Vào ngày hôm qua trong cái video đầu tiên á, A872 với cái tiêu đề là tiếng hú gọi hồn từ thác nước Niagara, bác sĩ Trần ra viện. Vâng, trong video này thì ngày hôm qua thì YouTube, khi mà Thuyết đăng lên á, thì YouTube nó đã gửi một cái lá thư về thông báo, tức là đã vi phạm cái nguyên tắc cộng đồng. Có nghĩa là trong thư này có một số lời bình luận của những quý khán thính giả có thể nó mang những cái từ ngữ nhạy cảm, cho nên là nó đã vi phạm cái quy tắc cộng đồng của YouTube. Thì ở đây các bạn biết rằng khi mà những cái video mà nó vi phạm những cái đó, bởi vì cái kênh của Thuyết là phải đủ 18 tuổi trở lên mới được xem. Bởi vậy mà YouTube nó đã thông báo rằng những video này nó chỉ xuất hiện đối với những người đã tham gia đăng ký thôi. Có nghĩa là những người nào mà cứ vào xem nhưng mà không đăng ký kênh á, thì cái video đó nó sẽ không xuất hiện trên cái điện thoại của các bạn. Bởi vì vậy mà có rất nhiều quý khán thính giả không xem được cái video 872. Và Thuyết xin nhắc các bạn rằng nếu các bạn muốn xem tiếp tục những video tiếp theo sau này nữa thì các bạn nên đăng ký kênh. Bởi vì một số cái video mà vi phạm một chút đó thì họ không hiện lên, bởi vậy là các bạn không xem được. Đấy. Có rất nhiều quý khán thính giả đã thắc mắc là tại sao mà không thấy cái video số 872 ở đâu. Thì đây nó chính là cái lý do vì các bạn không đăng ký. Và nếu các bạn bấm vào xem video đó, nó hiện lên cái chữ là nội dung của video có thể là vi phạm hoặc là phản cảm, thì các bạn tiếp tục cứ bấm vào cái video đó một lần nữa thì các bạn chắc chắn sẽ xem được. Đó. Thì Thuyết nhắc nhở quý khán thính giả nhé. Nếu các bạn bấm vào mà nó hiện lên cái chữ là vi phạm hoặc là cái gì đó liên quan tới một số từ ngữ nọ kia, thì các bạn tiếp tục bấm vào một lần nữa thì nó sẽ xem được thôi. Chính vì vậy mà ngày hôm qua Thuyết thấy rằng là cái video này chỉ có 5.300 người xem được mà thôi. Đấy. Trong khi đó những video khác là toàn mười mấy ngàn người xem, nhưng cái video đó chỉ có 5.000, tức là không bằng một nửa cái số người đã xem trước đây. Thì Thuyết căn dặn quý khán thính giả thế, để nếu gặp trường hợp như vậy thì các bạn tiếp tục bấm tiếp vào đó một cái. Và đặc biệt nếu các bạn muốn xem được các bạn phải đăng ký kênh. Có nghĩa là các bạn nập một cái email, các bạn đăng ký kênh thì bất cứ video nào lên là các bạn sẽ nhận được thông báo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình ở xứ sở La Phong ban đầu là một cái cuộc tình tay ba, đúng mạng. Khi mới bắt đầu vào theo dõi thì chúng ta chỉ thấy một cái cuộc tình tay hai giữa một sinh viên nghèo Việt Nam, đó là sinh viên Hùng 21 tuổi, và quý bà Ngân, lúc đó là Ngân 53 tuổi. Lúc đó thì các bạn biết rằng chỉ có một cái cuộc tình oan trái, có nghĩa là câu chuyện Ngân có bầu 4 tháng đã khiến cho chàng sinh viên này hoảng sợ và bỏ chạy. Thì chính vì thế và câu chuyện này nó đã được loan tải khi mà Ngân cố gắng tìm sinh viên Hùng trở về bằng cái cách là đưa ra một cái kế sách tuyển chồng. Và sau khi câu chuyện bị vỡ lở ra thì lúc đó chúng ta mới phát hiện thêm một người khác nữa, đó chính là nhân vật Tám Trang. Tám Trang chính là một cái cô gái và là người yêu của Hùng. Và từ đó trở đi thì chúng ta theo dõi cái cuộc tình tay ba
ở tại xứ sở La Phong. Tuy nhiên sau đó một thời gian thì chúng ta lại thấy xuất hiện thêm một nhân vật nữa, đó chính là nhân vật bác sĩ Trần. Đó là cuộc tình tay tư. Vâng, thưa quý vị, thực ra cuộc tình này không phải là tay tư, thậm chí đến cả tay 5, tay 6. Có nghĩa các bạn thấy đó, có cả một thời gian dài chúng ta theo dõi thấy chàng trai chủ nhà hàng ăn tên là Tuấn cũng đã có trong cuộc tình này. Và có một nhân vật khác nữa là thầy giáo Tân cũng đã từng xuất hiện trong câu chuyện tình này. Vâng, một câu chuyện tình rất éo le, rất lâm ly bi đát, lấy đi nước mắt của rất rất nhiều người, của rất rất nhiều quý khán thính giả trên khắp thế giới. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, câu chuyện này hầu như chỉ còn tay hai mà thôi. Đó chính là câu chuyện của bác sĩ Trần và Ngân. Nhiều quý khán thính giả nói rằng câu chuyện này sắp kết thúc đến nơi rồi. Tuy nhiên theo cái cách nhìn nhận của cụ bà miền Trung trong video số 872 ngày hôm qua, thì các bạn biết rằng cái nhận xét của cụ bà miền Trung cho rằng câu chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì bác sĩ Trần bây giờ mới bắt đầu thực hiện cái âm mưu chiếm đoạt nốt số tiền còn lại của Ngân là còn 150 triệu đô la nữa. Khi nào câu chuyện bác sĩ Trần lấy được 150 triệu của Ngân rồi thì khi đó câu chuyện mới kết thúc. Hoặc một cái giả thiết khác, ví dụ một trong hai người xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như bác sĩ Trần bị vào tù hoặc Ngân bị điên loạn vân vân, khi mà câu chuyện nó xảy ra như vậy thì mới kết thúc. Một bạn tên là Phạm Quốc Dũng 9534 có đưa ra một cái lời bình luận như thế này: thế giới hiện nay có một tay siêu lừa đảo và cũng có một kẻ ngu hết phần người khác. Chỉ có luật dừng thì mới giải quyết được kẻ siêu lừa này mà thôi. Vâng, theo cái cách nhìn nhận của bạn Phạm Quốc Dũng thì bạn ấy cho rằng bác sĩ Trần là một tay siêu lừa. Và ở đây thì trong cái luật pháp hiện hành không có cách nào trị được cái người đàn ông này mà chỉ có cách giải quyết bằng luật dừng. Vâng, thiết biết có những luật dừng ở đây trong câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi cũng đã được từng áp dụng rồi. Đó chính là cái câu chuyện của ông bác sĩ gia đình David James đã bị đánh gãy chân. Hoặc những cái trường hợp ở bên Thái Lan, sinh viên Hùng cũng tí mất mạng khi mà bị một băng đảng xã hội đen quây, đúng không ạ? Đó là xử bằng cách luật dừng. Và ở đây, theo như bạn Phạm Quốc Dũng thì phải xử lý bằng cách luật dừng thì mới câu chuyện này mới giải quyết được cái não siêu lừa đảo đó. Vâng, có thể trong một bài toán nó sẽ có rất nhiều cách giải khác nhau, cũng như trên một cái trong một cái đích nào đó trong cuộc đời của chúng ta thì nó có nhiều con đường đi khác nhau để đi đến tới cái đích đó. Bạn đi có thể từ hướng A nhưng cũng có người đi bằng hướng Tây, hướng B, hướng C, và có thể có những người đi bằng lối tắt. Đó chính là lối tắt của cuộc đời. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta biết rằng lý do tại sao mà Ngân lại yêu bác sĩ Trần như vậy? Một người đàn ông đã 72, 73 tuổi rồi, gọi là thành một lão già rồi, cứ còn cái gì nữa đâu mà yêu, đúng không ạ? Nhiều người còn ví rằng là ông ta bây giờ chỉ còn cái xương khô thôi, làm gì có cái vấn đề mà để cho Ngân yêu mê mệt như vậy. Thì ở đây có một bác tên là Công Anh 947, bác ấy có đưa ra một lời bình luận như này: anh Thuyết đã có một thời gian đi Thái Lan thì chắc biết được là người Thái Lan làm thủ thuật về con chim của đàn ông rất là giỏi. Họ cấy bi vào con chim hoặc lúc chuẩn bị giao hợp. Họ mắc vòng khoen gọi là mắt cừu. Khi giao hợp với phụ nữ rất là sướng, cả đời không thể quên được. Chuyến đi Thái của bác sĩ Trần bẩn bựa cũng không quên việc này. Nên càng vợ đầy con đống cũng đúng thôi. Nhưng Ngân mới là con cá lớn mà nó quyết tâm đạt bằng được. Vâng, xin cảm ơn bác Công Anh. Trong chuyện này thì nó hơi nhạy cảm một chút. Bây giờ trong chuyện này thì có thể có nhiều người không biết, nhưng mà chuyện này thì Thuyết hiểu rất rõ. Tất nhiên khi Thuyết nói chuyện này thì các bạn cũng hiểu được là Thuyết là người như thế nào. Có nghĩa là không biết nói như nào, nhưng mà trong chuyện này thì cũng khá là từng trải. Ở đây thì vào năm 1989, vào gần cuối năm 89, gần đầu năm 1990, thì Thuyết lúc đó là đã tới Hồng Kông đi tìm Võ Ái Khanh, các bạn biết đó. Thì Thuyết đã bị người ta dồn vào một cái trại tị nạn ở tại gọi là cái trung tâm Whitehead, dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta là cái trung tâm gọi là Đầu Bạc đấy. Nó ở bởi vì ở đó có hai ngọn núi nó giao nhau, và lúc nào mây cũng phủ trắng hai cái ngọn núi đó. Và hai ngọn núi này rất là cao, lúc nào sương mù nó cũng phủ trắng hai ngọn núi đó. Hai ngọn núi ôm nhau cười hay khóc. Vâng, Thuyết đã có những bài thơ viết về hai ngọn núi Bạc Đầu này. Và bởi vì sao mà người ta gọi là Bạc Đầu? Bởi vì trên ngọn núi
tức là lúc nào cũng có sương mù bao quanh và người ta gọi đó là đầu, và mà như là một 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 cái mái tóc bạc và người ta gọi là bạc đầu, đó là như vậy. Thì ở đây các bạn biết không, người dân tị nạn Việt Nam lúc đó sang bên Hồng Kông rất là đông, và tính theo cái thời điểm đó lúc có vào khoảng 70.000 người dân Việt Nam các bạn nhé, rất là đông. Thì ở đây các bạn biết là nó là những cái trại tù, tức là người ta lúc ấy đông quá người ta dồn vào những cái trại gọi là trại tị nạn, nhưng mà trại này gọi là trại, nó không phải là trại mở mà là trại này là trại đóng cửa suốt ngày đêm, và các bạn không biết cuộc sống ở trong đó nó như là bị đi tù vậy, chúng ta cứ gọi đơn giản là đi tù. Thì ở đây á, sau đó thuyết ở lâu thì mới biết được rằng là hầu như những thanh niên, những người đàn ông ở đây là họ đều làm cái chuyện mà như bác Công Anh vừa nói. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ cấy bi vào cái con chim của họ. Vâng, những người đàn ông mà lúc đó thì gọi hơi lịch sự một chút. Ví dụ như đàn ông gặp nhau, thanh niên gặp nhau bảo, ồ, coi như là của mày có mấy sao rồi? Hỏi như vậy, có nghĩa là ví dụ họ cấy một viên bi thì họ gọi là một sao, cấy 5 viên bi thì họ là 5 sao. Cho nên là những người mà có 5 sao, 6 sao thì coi như là rất là ghê. Các bạn cứ nhìn như là một cái bắp ngô mà nó bị coi như người ta gặm nham, gặm nhở đó. Các bạn hình dung như vậy. Tức là những người đàn ông ở trong trại tù người ta cấy bi. Vâng. Và những viên bi này là những viên bi của trẻ con, mà viên bi gọi là bi bi ve đấy các bạn. Bi ve nó xanh biếc ở trong, nó long lanh mà trẻ con nó chơi đấy. Coi như là nó người ta phải mài đi bởi viên bi đấy nó quá to. Và có những thanh niên coi như là lên chức đến mức độ 7 sao thì các bạn biết rồi, mục đích chỉ làm gì, mục đích để cho người phụ nữ sướng mà thôi. Cũng trong nội dung của câu chuyện này thì nếu các bạn nào mà có chồng đi tù á, bởi vì Tuyết biết là trên kênh Định Cư Canada cơ bản là phụ nữ xem nhiều, nếu bạn là nào mà có chồng đi tù thì chắc chắn là có khi chồng của các bạn cũng có 2 sao 3 sao, mà ở trong tù Việt Nam cái chuyện này nó là chuyện cơm bữa. Tất cả những người đàn ông ấy mà bị đi tù á, ở trong cái thời gian giam cứu nha các bạn, không phải thời gian là cải tạo đâu, tức là thời gian giam cứu, các những người đó đang bị lấy cung, đang bị coi như cục cảnh sát điều tra họ đang điều tra để lấy cung chưa thành án, thì lúc đó chính là thời gian họ làm những cái chuyện này. Có nghĩa tất cả những con chim của những người đàn ông này có thể sẽ được cấy ghép bằng những viên bi hoặc là những cái vòng khoen hoặc những cái khuyên như là cái vòng tai đeo đeo của người phụ nữ. Thì ở đây các bạn biết không, trong tù nhưng nó phân ra tất cả các cấp bậc, những cái người mà gọi là đầu gấu đầu mèo đấy, những sĩ quan gọi là sĩ quan thì họ mới có được cái chuyện đó nhé, tức là họ mới được phép xăm trổ này, họ mới được phép găm bi này, còn những nhân dân, những cái thành phần mà kiểu như là ngoan ngoãn thế nọ thế kia ấy, thì có khi chưa đến tuổi để làm cái việc đó đâu. Và các bạn biết rằng là tức là nó cũng có sao có gạch đó. Và những cái người đàn ông này khi ra tù, mà nếu bạn nào có chồng con chồng đi tù rồi thì sẽ cảm nhận, sẽ biết rằng là như thế. Câu chuyện đây là câu chuyện rất thực tế của bác Công Anh. Thuyết biết là bác này sinh năm 1963 và bác ấy cũng gọi là hiểu biết một tí về chuyện này. Nhưng ở đây các bạn biết không, ở Thái Lan ở cái cơ bản người ta làm đẹp thôi, những cái chuyện đó nó là chuyện rất bình thường. Ở Việt Nam thì phải giấu giấu giếm giếm, còn ở chuyện Thái Lan người ta bày giữa chợ nhé, người ta làm giữa chợ. Các bạn thích một cái các bạn vào và người ta làm phẫu thuật luôn ở tại giữa chợ luôn các bạn ạ. Chỉ có một phòng rất đơn giản thôi, và họ gây mê cái con chim của các bạn, họ làm trong rất là trong tích tắc là xong. Nói là tích tắc nó hơi quá, trong vòng độ khoảng vài 3 phút rất đơn giản. Vâng, tuy nhiên là ở trong tù thì không bao giờ có thuốc gây mê, người ta làm sống như vậy. Và theo thuyết biết ở đây là chim của bác sĩ Trần cũng có 3 sao các bạn nhé. Tại sao lại thuyết lại biết vậy? Nếu quý khán thính giả đã theo dõi trong thời gian ở Thái Lan, trong khi bác sĩ Trần bị bắt vào đồn cảnh sát, và trong một cái trong 2 ngày bác sĩ Trần đã bị coi như vào một cái phòng giam mà các bạn biết là có mấy chục người không, có mấy chục coi như là người, mà ở đây là bác sĩ Trần đêm hôm đó đã bị tra tấn dã man đúng không ạ, tra tấn ở đây là tra tấn về tinh thần và các kiểu nữa, thì tất cả những cái người lạ vào và những cái tù nhân mới vào đều bị làm luật hết, và người ta lột trần lật chuồng ra hết. Và coi như là hôm đó chẳng qua là Thuyết không dám chia sẻ những câu chuyện nó nhạy cảm như này thôi, và coi như Thuyết biết được rằng hôm đó coi như là thông tin mà Thuyết biết là coi như là các đàn anh đàn chị ở trong tù ở nhà tù Thái Lan đã nói rằng ồ không ngờ cái ông già này coi như là mẹ ông ta có 3 sao 3 gạch tức là rất là ghê. Cho nên ở đây cũng là cái chuyện mà nó là rất là thực. Tất nhiên là chia sẻ nó hơi bị coi như là nhạy cảm một chút đúng không ạ?
Tất nhiên trong chuyện này theo thuyết nghĩ nó chỉ là một cái vấn đề rất nhỏ trong cái chuyện mà Ngân mê muội bác sĩ Trần thôi. Cái vấn đề ở đây là người ta làm chủ được bản thân và người ta có thể là để cho người phụ nữ lên đỉnh trong cái thời gian rất dài. Bởi vì cũng như là thuyết nhớ như anh Nguyễn Nguyễn Quốc Sáng ở Hải Phòng đúng không ạ? Nói rằng là Hùng chưa đi chợ đã hết tiền. Có nghĩa dù cho của quý của Hùng hoặc là của bác sĩ Trần có 3 sao, có 8 sao đi chăng nữa, nhưng mà chưa đi chợ đã hết tiền thì làm sao để cho người phụ nữ lên đỉnh được. Và đó chính là cái bí quyết để có thể để cho người phụ nữ coi như yêu quý mình hơn. Vâng, trong câu chuyện này thuyết nghĩ rằng chính bác sĩ Trần là một bác sĩ và nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này, trên là bác ấy đã thành công trong cái chuyện tán được rất nhiều đàn bà con gái, và khi người nào đã qua tay bác sĩ Trần rồi thì không bao giờ quên được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào đêm hôm qua 12 giờ đêm qua thì cái buổi lễ cầu an diễn ra ở tại thác nước Lương Ra trong ngôi miếu của bà Ngọc Trinh. Vâng các bạn, có một chi tiết khác mà Thuyết muốn nói với các bạn rằng vào chiều ngày hôm qua ấy, khi mà mẹ của sinh viên Hùng ghen đồng ghen nộn với ông Linh và coi như đã quyết định để đi về Toronto đánh ghen ấy, các bạn biết không, thì chính lúc đó sinh viên Hùng đã chuẩn bị trước và cậu ta đã lấy cầm điện thoại của mẹ và tắt nguồn. Và đến tối ngày hôm qua khi cậu ta dở ra thì có đến 4 cuộc điện thoại coi như là của bác sĩ Trần gọi nhỡ, những cái cuộc điện thoại của gọi nhỡ của bác sĩ Trần. Có nghĩa là sao? Bác sĩ Trần thấy bà Dung mất tích và không thấy đâu nữa thì đã gọi điện, bởi vì bà Dung là một cái nhân tố rất quan trọng trong cái buổi lễ này. Các bạn biết rằng là bà Dung chính là một người, bởi vì có ai nhảy được, tức là người ta lên đồng ấy, có mấy người lên đồng được đâu, mà chính bà Dung là cái người làm cái việc đó rất giỏi. Tức là bà lên đồng, bà nhảy tâng 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 ra, nó thêm, các bạn hình dung ra như một cái buổi lễ mà có người lên đồng ạ, nó nhìn nó hoành tráng lắm, nó rầm rộ lắm. Nhưng mà nếu không có một người mà lên đồng ạ thì cái buổi lễ đó nó diễn ra nó không hoành tráng đâu. Thì ở đây mà Thuyết muốn nói rằng là hôm qua bác sĩ Trần đã gọi cho bà Dung nhưng mà sinh viên Hùng đã tắt nguồn điện thoại, có nghĩa là bác sĩ Trần không gọi được, điện thoại mất liên lạc. Trong khi đó bác sĩ Trần đã tập hợp một đội quân rất là đông đủ, các bạn biết đó, ba cha con của ông Ly này, lúc Đông Nhi thì về rồi đúng không ạ, còn ba cha con của ông Ly này, ông thầy phù thủy mà gác miếu của bà Ngọc Trinh này, ngoài ra các bạn có biết đâu không, tức là có độ khoảng trên dưới 40 người, những thổ dân da đỏ các bạn biết nhá, tức là ở đó là cái khu vực đó là toàn những dân da đỏ sống thôi, ở trong khu vực rừng, tức là cách ngôi miếu của bác sĩ Trần một vài cây số, có thậm chí cả 10 cây số, nhưng người ta ngày rằm và ngày Tết, ngày mùng 1 người ta vẫn đến ngôi miếu của bác sĩ Trần. Và ở đây thì các bạn biết đó, bác sĩ Trần đã chuẩn bị suốt cả trong ngày hôm qua là đi mua sắm đồ đạc các thứ lu bu để mà thắp, để mà làm cái lễ này rồi. Thì nếu hỏi là cái lễ gì thì bác sĩ Trần nói là đó là cái lễ cầu an và để mang lại sự bình an cho mọi người, và chuẩn bị mang lại cái sự bình an cho cái đám cưới của bác sĩ Trần và của Ngân chuẩn bị diễn ra trong một ngày tới đây ở tại Toronto. Đấy, Thuyết chỉ biết cái mục đích nó là như vậy. Trong khi đó thì ở bên này thì vẫn còn đoàn dư, khi mà sinh viên Hùng về thì trao cho anh Đoàn Dư, tức là ông thầy người Thái Lan. Đấy, ông thầy giải bùa người Thái Lan là một. Cái thứ hai là có cả Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hoa, và có cả coi như là một cái con rể của bác Ngọc. Các bạn nhớ là có một cái anh người Ấn Độ con rể của bác Ngọc không? Tức là đứa con gái thứ hai của bác Ngọc ở trên thác nước Niagara lấy một chàng trai người Ấn Độ. Và chính cái chàng trai này rất thích những cái chuyện mà cúng bái đó. Các bạn nhớ là cái buổi lễ mà rước hồn bà Ngọc Trinh lên trên mà hôm tám trang đó, các bạn nhớ đó, là chính có cả mấy ông thầy người Ấn Độ đó. Cho nên là tất cả câu chuyện khi mà diễn ra đó đều được những người như là anh Đoàn Dư, rồi thì ông thầy Thái Lan, rồi thì Nguyễn Hoa, Nguyễn Anh Tú và cả cái chàng trai người Ấn Độ kia mục kích tất cả cái buổi lễ diễn ra đó. Trong khi thầy phù thủy làm tế lễ ở trong cái ngôi miếu của bác sĩ Trần, thì ở bên ngoài khu vực miếu là tập trung toàn những người da đỏ bên đó, thì bác sĩ Trần đã làm một cái bữa tiệc, tức là có hai con, một con heo quay và một con dê quay các bạn ạ. Hai cái con dê quay và heo quay này được được treo lên trên cây ở đó nha các bạn. Người ta treo lên cây và khi người ta ăn uống là người ta lấy dao người ta xẻo từng miếng trực tiếp là ăn luôn, chứ người ta không có bàn có bát đũa cái gì hết đó, tức là người ta ăn kiểu thế. Và cái lễ của những cái người dân da đỏ này nó cũng rất là hoành tráng các bạn, họ nhảy múa họ hát suốt đêm. Trong khi đó là các bạn biết không, đêm hôm qua là trời trăng sao sáng vằng vặc,
Trong khi ở trong ngôi miếu của Bác Sĩ Trần vọng ra những hồi chuông, những cái lời tụng kinh mà ở đây không phải tiếng Việt các bạn, toàn những tiếng hình như là tiếng Trung Quốc và tiếng tiếng Latin thì phải. Ở đây là bởi vì coi như anh Đoàn Dư cũng không biết những cái thứ tiếng đó, cho nên là bảo không biết là cái tiếng gì đó. Ở trong thì là Bác Sĩ Trần, Ngân và mọi người, là cha con ông Ly cái thứ ở trong đó, và cái ông thầy phù thủy ở trong đó. Thì ở bên ngoài là những người da đỏ nhảy múa ở bên ngoài đó, theo cái phong tục của họ. Thuyết có hỏi Đoàn Dư là thế trong đó họ tụng kinh thì hay là họ đọc kinh cái gì mà bảo là lễ cầu an thì đọc kinh cái gì, bảo không biết, toàn tiếng Tàu tiếng Latin gì lu bu, chỉ có thấy tiếng chuông rồi tiếng như là tiếng hú gọi ma gọi quỷ rất là rùng rợn. Mà các bạn biết là nó đâu có điện đóm gì đâu, tất cả là coi như là họ dùng những cái điện điện quả nhót ấy, bằng bằng điện đèn điện bằng ngón tay. Và đêm hôm qua thì trăng rất sáng và hình ảnh coi như là ma quỷ hiện hồn nhảy múa ở trên khu vực của thác ở trên khu vực của ngôi miếu của Bác Sĩ Trần. Thuyết nhớ lại rằng nếu mà lễ cầu an thì nó phải có bài lễ. Ở đây Thuyết cũng vẫn thỉnh thoảng đến các chùa, và khi mà làm lễ cầu an thì Thuyết nhớ như thế này. Sư trụ trì với tất cả các sư khác khi mà làm lễ thì Thuyết nhớ là có đọc những cái lời đọc, ví dụ như là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương, nguyện ý thành tâm kính biến mãi khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Rồi sau đó họ Lam Mi A Di Đà Phật ba lần hoặc mấy lần đó, đúng không ạ? Những cái bài cúng đó là đây là những cái bài cúng cầu an và nguyện cho để coi như là tất cả đều an lành, và ở đây là làm sao đó cầu Phật cho đến mọi cái gia đình, để cho như là những cái bình an đem đến cho chúng ta một cái cuộc sống bình an và bền vững. Và theo Thuyết nghĩ nếu mà làm một cái lễ cầu an thì phải cầu an những cái lời bằng tiếng Việt như vậy thì mới mang lại cái hiệu quả. Bởi vì đám cưới giữa Ngân và Bác Sĩ Trần thì Bác Sĩ Trần người Trung Quốc nhưng mà thực ra thì hầu như tất cả là tiếng Việt chứ, đúng không ạ? Đấy. Thì trong khi đó thì ở đây là ngày hôm qua là lúc mà 12 giờ đêm các bạn biết không, thì bắt đầu ở trên đó diễn ra cái buổi lễ như vậy. Thì ở dưới thác nước Niagara là mấy người cũng chuẩn bị cho cái ông thầy giải bùa Thái Lan cũng chuẩn bị một cái bàn rất đơn giản, nhưng trên đó là có cũng số một số lễ vật theo cái yêu cầu của ông thầy Thái Lan, có những lá bùa, và ông ấy thắp hương khói cúng trước cái thác nước Niagara, tức là ngay tại cái bờ kè ở thác nước Niagara các bạn ạ. Vâng thưa các bạn, theo thông tin mà Thuyết được biết thì đúng 12 giờ đêm ở trên ngôi miếu của Bác Sĩ Trần cũng làm lễ, thì ở dưới chỗ thác nước Niagara thì ông thầy thầy giải bùa người Thái Lan cũng làm lễ, cả hai bên đều làm lễ. Thì ở dưới này thì không có tiếng chuông mà chỉ có tiếng nguyện cầu của bằng tiếng Thái của ông thầy người Thái thôi các bạn. Và sau đó độ khoảng vài phút sau thì tự nhiên trời đang coi như là trăng sáng vằng vặc mà coi như là không có mây như các bạn, mà tự nhiên giông bão nổi lên rầm 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 rầm. Cả bầu trời khu vực thác nước Niagara khi đó là mây đen vần vũ, sấm chớp đùng 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 đùng, và khoảng 10 phút sau thì mưa, những cái đợt mưa đổ xuống coi như là bắt chéo. Tức là ở đây theo như thuyết được nghe, tức là mưa kèm theo gió, bởi vậy là những cái giọt nước mưa nó toàn đâm xéo thôi các bạn, đến mức độ coi như là gần như là rách cả quần áo. Tức là mưa ở đây có một cái hiện tượng gì đó mà cái mức độ cái hạt mưa nó xé như nó có thể là xé cả quần cả áo của các bạn ra. Đây là một hiện tượng rất lạ. Mà theo cái sự tả lại mà theo thuyết được nghe thì đây là một trận mưa mang tính chất gọi là như là mang cái tính chất tâm linh, nó mang tính chất là có những cái thần thông biến hóa ở trong đây. Vâng, và sau đó sau cái kèm trận mưa đó thì nổ ra rất nhiều những mà tiếng sấm tiếng sét, và trận mưa lại kéo dài khoảng 7 phút thôi. Thì sau đó thì mây mây mù tan dần, mây mưa tan dần, mây đen tan dần ra và trăng lại sáng trở lại. Thì trong cái khi mà cái tiếng những tiếng sấm nổ ra như vậy thì cả hai người ở trên kia thì coi như là Bác Sĩ Trần đã bị coi như là trào ra cả máu và gục ở trên cái ngôi miếu của bà Ngọc Trinh. Trong khi đó thì ông thầy thầy giải bùa của người Thái Lan cũng gục ở cái bàn trước cái bàn mà bàn cúng thờ ở tại tại cái bên bờ kè thác nước Niagara đó. Vâng.
Các bạn biết không, đêm hôm qua Thuyết không ngủ. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì Thuyết biết chuyện gì cũng có chuyện xảy ra và Thuyết vẫn đợi chờ có một cuộc điện thoại của Đoàn Dư, bởi vì Đoàn Dư nói rằng, bởi Thuyết căn dặn Đoàn Dư rằng nếu có chuyện gì một cái thì gọi điện cho chú ngay lập tức, bởi vì chú sẽ không ngủ được đâu, chú muốn theo dõi câu chuyện này. Thì khi mà diễn ra, Thuyết nhìn đồng hồ khoảng 12 giờ 20 phút thì Đoàn Dư gọi điện và nói rằng, chú ơi, lão Trần coi như gục rồi, khả năng là chết rồi, toi rồi. Khi mà Thuyết nghe như vậy, Thuyết giật mình bảo là làm sao mà coi như con nói ghê thế. Đoàn Dư bảo con nói thật đó, chuyện rõ như ban ngày rồi, tất cả mọi chuyện xong đâu vào đấy rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đoàn Dư nghĩ rằng ông Trần đã ra đi, không trở lại nữa. Nhưng thực tế các bạn ơi, không phải vậy. Vâng, trong khi đó các bạn biết không, Nguyễn Anh Tú và cái chàng trai người Ấn Độ đã đưa bác sĩ Trần về một nơi an toàn. Ở đây Thuyết vẫn không tiết lộ cái nơi đó là nơi nào, bởi vì ngày hôm trước nữa một số người đến đây, có cả sinh viên Hùng các thứ đó, là đã ăn uống mà không cả Võ Ái Khanh nữa cũng ở đó cách đây mấy ngày, là cũng ăn uống ở chỗ địa điểm đó, mà Thuyết không thể tiết lộ địa điểm, bởi vì ở đây có rất nhiều vấn đề lo ngại trong cái vấn đề mà có thể là như cái bạn gì vừa lúc nãy bình luận đó, tức là phải xử theo cái luật giang hồ thì mới có thể hết được. Thì ở trong câu chuyện này Thuyết sợ rằng có những vấn đề có thể người ta sẽ khi mà địa chỉ biết cái chỗ lọ chỗ kia tập trung ở đó, có thể có những điều nguy hiểm xảy ra, cho nên là Thuyết không chia sẻ địa điểm đó. Có nghĩa là cái ông thầy người giải bùa của Thái Lan ấy, đã được đưa về đó. Trước đó thì Đoàn Dư đã nói rằng ông thầy đã suy đoán trước được rồi, và ông nói rằng là khả năng tôi sẽ gặp những cái trắc trở lớn thì đừng đưa tôi đến bệnh viện, mà hãy đưa tôi về đó và làm những cái việc như này như này. Đại khái là để hồi phục cái sức khỏe theo cái cách của mà ông thầy đã căn dặn trước. Trong khi đó bác sĩ Trần bị không biết là bị gọi gì nè, bị thương hay là bị gọi là cái gì ở trong như là nội tạng, theo Thuyết hiểu nó là như vậy. Tại sao Thuyết biết được câu chuyện này? Đây là cái câu chuyện mà vào độ khoảng 10 giờ sáng nay Thuyết biết. Đó là cái cuộc điện thoại đến từ phía bác sĩ Trần, điện thoại cho Trần Trân các bạn ạ. Bác sĩ Trần đã gọi Trần Trân muốn Trần Trân đi lên tha lỗi cho mình và đi lên trên thác nước Diagada để gặp bác ấy, có nghĩa là gặp cha. Nói rằng là cha có vẻ như không thể qua khỏi và cha không muốn đem theo những nỗi buồn mang xuống dưới cửu tuyền, mà muốn con hãy tha lỗi cho cha và hãy lên đây cùng với cha. Đây là một cái câu chuyện nó hơi bị thương tâm. Nói thật với các bạn là có lẽ nếu Thuyết nói đúng cái tâm lý của Thuyết ra thì sẽ có rất nhiều quý khán thính giả sẽ chê trách, bởi vì Thuyết không cần biết người đó là ai, kể cả là kẻ thù, nhưng khi người ta đứng trước một cái vấn đề đau đớn trong vấn đề tình cảm thì Thuyết hơi bị yếu lòng. Trong câu chuyện là bác sĩ Trần nói chuyện với Trần Trân thì đến khi mà Thuyết nghe cũng rơi rớt nước mắt các bạn ạ, bởi vì Trần Trân nói ra những cái lời quá là coi như là người ta gọi là cạn tình giáo máng. Trần Trân vẫn nói với bác sĩ Trần trong quan điểm trước kia, Trần Trân nói rằng nếu ông là một người vẫn còn đôi chút liêm sỉ thì ông đừng bao giờ gọi điện cho tôi, ông đừng bao giờ xưng cha xưng con đối với tôi nữa, bởi vì tôi khi nghĩ đến ông là tôi cảm thấy trái đất như quay cuồng. Tôi rất xấu hổ, bây giờ tôi đi ra ngoài đường, tôi không dám nhìn thấy mặt ai nữa. Tôi nhìn thấy người quen, tôi nhìn thấy người Việt Nam, chỉ cần biết người đó người châu Á thì tôi nghĩ rằng họ là người Việt Nam, họ đang biết câu chuyện này, và tôi đều phải gục mặt xuống che cái mặt của tôi đi. Tôi không dám nhìn đời, tôi không dám nhìn ai, chỉ vì mỗi một lý do tôi có một người cha rất là đốn mặt. Tôi không thể tha thứ cho ông, bởi vì trái tim của ông là trái tim của một con quỷ dữ. Không những ông bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả những đứa con rơi con dãi trên đời này, thậm chí là bỏ nó từ những lúc nó lọt lòng. Và ngay cả khi ông biết nó mang một căn bệnh nguy hiểm thì ông cũng không đoái hoài xót thương vì những tội lỗi của ông gây ra, mà mẹ con tôi bị cả người đời cô lập. Cho đến giờ phút này rồi mà ông vẫn không chịu từ bỏ tham sân si, ông vẫn đang gián tiếp gây nên những cái tội ác tày trời. Đó là tội ác của những đứa trẻ mà mới sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ để chạy theo tiếng gọi của ma quỷ. Ông hãy buông tha bà Ngân ra để cho bà ấy về nuôi con nuôi cái. Tất cả những cái hành động, những cái tội ác của ông hôm nay, trong thời gian qua ông gây nên, là chính cái nghiệp quả mà hôm nay ông đang phải nhận. Vâng, thưa quý vị và các bạn,
Khi mà Thuyết nghe được cái câu chuyện này, Thuyết cũng đặt rất nhiều câu hỏi mà không hiểu lý do tại sao. Tại sao bác sĩ Trần không gọi điện cho Ngọc Bích, không gọi điện cho Phạm Hoa ấy mà lại gọi điện cho Trần Trân? Thì cái câu hỏi ở đây đến bây giờ Thuyết vẫn chưa có câu giải đáp. Không biết tại sao lúc mà có vẻ như lúc nguy hiểm đến cái tính mạng thì bác sĩ Trần lại gọi cho Trần Trân là như thế nào? Trong khi đó thì bác ấy vẫn không tỉnh ngộ ra một điều. Chỉ có vứt bỏ lòng tham sân si thù hận thì mới đem đến cho sự bình an của con người thôi. Bác sĩ đang làm một cái lễ cầu an mà tại sao lại mang cái hình dáng của những con quỷ vậy? Như lá thư của chị Jolie Chu đã nói, cái ngôi miếu thờ rất linh thiêng của bà Ngọc Trinh đáng ra để dành cho những người mà có tâm để đến đó thờ cúng. Tuy nhiên ngôi miếu này đã biến thành một cái nơi để coi như là thờ cúng ác quỷ. Và người dung túng cho tội ác của ác quỷ đó chính là bác sĩ Trần. Vâng thưa quý vị và các bạn, duy tâm và duy vật ở cuộc đời này vẫn chưa bao giờ thắng nhau. Trong câu chuyện mà ngày hôm đêm hôm qua, bác sĩ Trần rồi cả ông thầy giải bùa Thái Lan nữa gặp những cái sự nguy hiểm như vậy thì không biết rằng nó có liên quan tới câu chuyện về bùa bả hay không. Và ở đây thì Thuyết không dám đưa ra bất cứ một cái lời bình luận, một cái lời khẳng định gì đó là sự bùa bả hay tất cả chỉ là những chiêu trò của mọi người mà thôi. Vâng, Thuyết rất mong câu chuyện này được sáng tỏ và mong có một ai đó hiểu biết về câu chuyện này sẽ giải thích. Thuyết nhớ lại rằng vào ngày hôm kia khi mà Sinh Vân Hùng chở ông thầy giải bùa ở Thái Lan lên trên thác nước Ligada thì ông ấy đã vào ngôi miếu của bác sĩ Trần, sau đó xuống dán bùa cái gì đó ở cái bờ kè ở cái chỗ mà gần thác nước Ligada, sau đó quay về viện để coi như là khuyên can bác sĩ Trần hãy coi như dừng cuộc chơi đi, hãy trở về với cái người hoàn tục, tức là làm những điều tốt lành đi. Tuy nhiên bác sĩ Trần vẫn không chấp nhận và lúc đó ông thầy người Thái Lan đã tuyên bố với bác sĩ Trần rằng nếu mà ông vẫn cứ cố tình không cải tà quy chính thì ông sẽ nhận những hậu quả khó lường và có thể đây chính là lời đe dọa của ông thầy giải bùa Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.